tình hình dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, nhu cầu cung ứng oxy y tế ngày càng cấp thiết. Để đáp ứng điều này, trạm tạo oxy và khí nén di động được đánh giá là giải pháp sáng tạo giúp cung ứng oxy phục vụ công tác điều trị bệnh nhân. Oxy là một trong những loại vật tư thiết yếu nhất để cứu chữa những bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch và nhiều tình trạng bệnh khác, hạn chế tình trạng diễn biến tăng mức độ nặng khi bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp được chỉ định thở oxy sớm. Bệnh nhân COVID-19 không được can thiệp các liệu pháp thở oxy kịp thời sẽ dẫn đến suy hô hấp, suy đa tạng và tử vong. Đánh giá được tầm quan trọng của việc chủ động nguồn oxy trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như phát triển trang thiết bị y tế trong nước phục vụ người dân, công ty Novamed Việt Nam đã hợp tác cùng Đại học Bách khoa Hà Nội nghiên cứu sản xuất container tạo oxy và khí nén y tế di động. Đây được đánh giá là giải pháp sáng tạo, đóng vai trò giúp tăng cường công suất sản xuất, cung ứng oxy y tế, phục vụ việc cứu bệnh nhân COVID-19 trong thời điểm khó khăn. Với sự am hiểu về đặc thù khí hậu, phạm vi hoạt động và bảo trì bảo dưỡng, Novamed đã tạo ra trạm tạo oxy và khí nén di động có nhiều ưu điểm. Ngay sau khi hệ thống hoàn thiện, các đơn vị như Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam, Fujikin Việt Nam đã sử dụng để tài trợ đưa vào miền Nam phục vụ công tác sản xuất cung ứng oxy tại nhiều bệnh viện trên cả nước giai đoạn khó khăn nhất như Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Mới An Giang, Bệnh viện Dã chiến 1 Sóc Trăng, Bệnh viện Dã chiến Bạc Liêu. Trạm tạo oxy và khí nén di động Oxy Nova O2 Mobile System được các nhà khoa học Đại học Bách khoa Hà Nội và công ty cổ phần Novamed Việt Nam thiết kế sản xuất theo tiêu chuẩn WHO. Theo đó, các nhà khoa học tận dụng nguyên liệu thô vô tận và có sẵn là không khí, sau đó tách biệt khí oxy bằng công nghệ sàng hấp phụ PSA. Oxy được đi qua bộ lọc khí 4 cấp, gồm lọc thô, lọc tinh, than hoạt tính khử mùi và lọc siêu tinh để có độ tinh khiết cao từ 90 đến 95%. Container tạo oxy và khí nén y tế di động với dòng chảy oxy mạnh có thể tạo ra công suất 18 mét khối oxy một giờ, tương đương 72 bình oxy một ngày. Trong giai đoạn dịch bùng phát mạnh mẽ như hiện nay, số lượng này đủ đáp ứng nhu cầu của ICU 20 giường hoặc 60 người bệnh thở oxy, vì thế thật sự ý nghĩa trong việc gián tiếp cứu người bệnh. Đáng nói hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu cơ động linh hoạt trên cả nước trong quá trình sản xuất oxy phục vụ phòng chống dịch COVID-19, các nhà khoa học đã nghiên cứu và lắp đặt hoàn chỉnh trạm tạo oxy này trong một container với cơ chế hoạt động tự động. Vì thế, container tạo oxy và khí nén y tế di động có thể đến bất kỳ địa điểm nào trên cả nước, dù vùng sâu vùng xa hay luân chuyển qua các địa phương. Khi dùng, chỉ cần kết nối nguồn điện, trạm tạo oxy và khí nén di động Oxy Nova O2 Mobile System có thể tạo ra nguồn oxy để cung cấp vào các bình chứa thiết bị. Việc ứng dụng trạm tạo oxy và khí nén di động Oxy Nova O2 Mobile System có thể giải quyết nhu cầu nguồn cung oxy bền vững, chủ động và chất lượng. Đặc biệt, hệ thống giải quyết sự khó khăn trong việc vận chuyển các bình oxy từ nhà cung cấp tới các đơn vị, bệnh viện và cơ sở y tế, từ đó đáp ứng sự cấp thiết trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19.